Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với con game Back 4 Blood nhé. Bị khóa anh em ạ, mình lại tiếp tục nhé. Mình sẽ không làm con đầu tiên lắp ốp bị khóa nữa. Vì nói là game cũ cứ nhai đi nhai lại hoài như bò đấy mà. Thôi mình sẽ không làm game cũ nữa nhé. Ok, mình là người luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu mà. Ây da, Scalar ít bắn nè, chơi. Chuyến hàng đặc biệt tiến vào thị trấn và tìm nguồn hàng thất lạc anh em ạ. Cái con game này mình thấy hay ở một cái chỗ là khi anh em đi làm nhiệm vụ nó sẽ không có hướng dẫn nha. Không có một cái hướng dẫn cái mục tiêu á. Để anh em tự kiếm thì nó mới gọi là hấp dẫn anh em ạ. Đây là như cái danh trại của bọn mình đó nhờ. Cái khẩu súng này mình thấy đa số những cái game máy nó khá là phế nha, đặc biệt là búp nha. Thời luôn cái team mình mà bắn búp ít ai mà kiểu như là mới nhảy dù xuống đó anh em thì mới lụm bắn nhau thôi, chứ còn mà đã đi vô tới bo trong là ít bắn cái súng này lắm. Ủa cái gì vậy? Trời ơi nó chờ sẵn luôn kìa. Ủa mé đi xuyên qua đường tường luôn mới ghê chứ. Ôi con zombie gì mới anh em ạ. Hay quá, hỏa lực mình mạnh đấy. Trời bộ mình bắn ghê hả? Mình theo kinh nghiệm của mình cứ nên leo lên trên cao anh em ạ. Bắn trên đầu trên cổ đó. Ê cái con này nó ghê lắm nè. Ơi nó leo được hả? Trời đủ mấy. Ơi nó dí mình kìa. Ơi nó nhai mình kìa. Ê nó nuốt mình luôn kìa. Ơi sợ thế nha. Ê con này con mới này anh em ạ. Trâu cực luôn nha. Chỉ có mình là người chơi thôi, còn đồng đội mình là boss đấy. Cho nên là mấy cái con chùm nó chỉ dí mình thôi anh em ạ. Chứ nó không chịu chia sẻ sát thương ra. Mẹ cay thế giờ. Mẹ mất dạy mày lại đây mày. Nó như con ngáo quá nhờ. Trời ơi bắn phụ đi trời ơi. Để cho bồ mình lo con boss đi, mình bắn mấy con top riêu này thôi. Còn dẫn nó ra đây làm cái gì? Ôi nó dí rồi, nó dí kìa. Ôi nó lại nhai mình nữa rồi. Nó nuốt mình vô luôn kìa. Cái con zombie mới này ghê quá à. Con này cũng có ké. Lựu đạn nha, chứ lựu đạn vậy. Bây giờ cái nguồn hàng đó mình biết ở đâu để mình kiếm ta. Như mình mới vừa nói, game nó sẽ làm cho anh em tự kiếm nha. Chứ không có hướng dẫn mục tiêu đâu. Thay đạn lâu quá ha. Chắc là mình nghĩ là phải có cái phụ kiện như là thay đạn nhanh đấy. Má chứ bắn cái này khoai quá. Bây giờ mình ghét bắn zombie mà bắn mấy khẩu AR lắm anh em ạ. Chắc mình lấy shotgun bắn à, úp. Thì súng gì vậy ta? Để biết luôn, cứ bắn đi anh em ạ. Bắn mấy súng lạ lạ xem nó cho nó hay.
Còn lại dữ chưa? Ơi trời ơi, nó lừa tôi. Ồ, mình nó ngu một cái là nó hay đi theo mình đó anh em. Thôi cho em xin. Má, khẩu súng bắn nó đù. Mình nhớ ra khẩu súng đó rồi, khẩu súng đó là của thời chiến tranh thế giới thứ hai đó anh em à. Trời ơi, trước khi chết mà nó còn kịp phun ra nữa kìa. Thằng rào. Hiểm gai này. Từ khi mà mình có nhiệm vụ thủ á. Để mình dù nó lại cái. Ở đây, đây. Đừng có bắn nữa vô, trời ơi. Lũ đạn kìa. Quay. Súng hai nòng. Được. Hợp lý. Ơ cái gì vậy? Ủa con này con gì hả? Con mũi hả? Mũi zombie à. Ảo thế. Hộp đạn. Túi hành trang. Lựu đạn. Được hai trái nè. Ở đây, đây đây. Lại đây mấy thằng nhóc. Ác trong đây quá à. À, lại bị cháy à. Phải à, bắn một viên là phải thay đạn á. Nhưng mà nó nhanh anh em ạ, nó nhanh. Cũng được, không đến nổi. Bắn vậy nó mới thử thách. SKL. Anh em lấy máu đi, con mẹ nó. Chuẩn bị đông quỷ vậy. Đây là cái gì đây? Đây rồi. Trời ơi, mình vô đại luôn mà được cái hòm nè, cái thùng hàng nè. Ôi, khẩu súng này nó mạnh anh em ạ. Hả? Cái này cái súng lục hả? Ờ nhờ, đâu phải súng chính đâu. Mình tưởng đó là nó lụm cây Kala là nó lấy cây này chứ. Ủa tốc độ thay đạn nhanh thế nhờ. Ủa mẹ đông thế. Trời ơi sao nó đông dữ à. Bây giờ trời còn tối nữa chứ. Lẹ 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 di chuyển đi mấy cha ơi. Đây rồi. Hai viên không tính tiền. Này là gì ta? Ủa cái hang. Ai đâu quá, ai đâu quá bị kẹt rồi. Đó là cái đó nó gọi là cái hang đời đó anh em à, hay là mình xuống nhờ. Dơ rồi mày, chơi dơ mày, chơi cạc đồm, bất dạy. Ơi mình xuống hang mình chơi không nhờ. Hai khẩu súng ngắn hả? Ủa? Đi mình xuống hang mình chơi thử đi anh em. Từ từ mình làm nhiệm vụ sao cũng được. Đây nè. Xuống thử coi, nó có cái gì không? Ê, giờ mình biết cái vụ này luôn đó nha. Đây rồi, cái hang đây rồi anh em ạ.
Tiến vào hang để tìm lối thoát, vật tổ. Ủa tại sao lại phải kỳ vậy ta? Tự nhiên mình chui xuống hang chi ra bây giờ mình phải đi kiếm. Hang này cái cây gờ lóc đúng không ta? Ngon nha, ngon nha, ngon nha. Victor kỳ kính ngắm holo, mình lấy cái holo được rồi này, cái kia nhìn nó to quá. Rồi bây giờ đi thôi, trang bị xong rồi đó. Cái này là cái gì ta? Ô nhìn sợ quá vậy. Ồ mày, nó bắn nhanh mà nó yếu quá này mà. Cứ tốc độ xạ đạn nhanh nhưng mà cảm giác đam nó yếu. Không sao, mình sẽ bù lại bằng tốc độ. Mày cứ đi chung bồ ơi, mình thấy dở một cái đồng đội hay đi chung với mình đấy. Tiến vào hang để tìm lối thoát. Nhiệm vụ phụ là mình phải đi kiếm cái vật tổ gì đó, ba cái. Đây rồi. Ý. Thôi mình lấy súng máy đi. Thốn chưa? Thốn chưa? Cái vật tổ hả? Để, mà bây giờ để biết đi đâu anh em ạ. Ủa chỗ này nãy mình mới xuống mà. Lộn nhầm nhầm. Mình thiết nghĩ là đây giống như là một cái hang động khai thác cái gì đó, rồi cái bọn zombie nó là mỗi ở đây nè. Ủa đi được dở quá, mình cứ đi theo zombie như đây mà. Đây 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 đây, zombie nó đi hướng nào mình sẽ đi theo hướng đó. Ngũ cốc. Mà làm sao để uống ngũ cốc mày? Có cái vũ khí nào mà bắn cho nó êm êm không ta? Má bắn cái này nó to quá, nó nghe nè mà. Ôi thằng nào đặt bóp vậy? Đây một tổ đây đúng không? Một cái nè. Ấy đập được anh em ạ. Quan trọng là khi mình lấy là nó sẽ bị mất. Trời ơi, ủa là sao ta? Để nó thay cho cái vũ khí chính luôn hay sao kìa. Ủa rồi, à, lấy cái này đập luôn ta. Nhưng mà mấy con zombie thì sao đập lại? Ôi, ôi khỏe nha. Để hiệp là one, one shot là one kill anh em ạ. Đây rồi, đây rồi. Ủa dính cái gì vậy? Hiệp mà chui vô đây là dở rồi mấy cha ơi, chạy đi. Tiến lên, tiến lên. Solo kill luôn. Ây da, nó bù kinh quá đi. À, tốc độ đập chậm quá. Ây, cái con gì nó bắn kìa. À đây rồi, vô tình kiếm được đường đi luôn em ạ. À. Đây là cái gì đây?
Má nghi chắc bị lạc trong tổ này luôn quá. Ê, bây giờ mình đi lên phía trên nè. Ủa, ở dưới nó còn cái vật tổ nào nữa không nhờ? Bật đèn lên. Má thằng khứa nào nó lại chơi cái trò ném lựu đạn vậy, chết cái đám bây giờ. Ui. Đi hít bị xỉn vậy. Từ từ nha. Thấy có cái súng gì lạ lắm nè. Rồi cũng nó à. Có cái barret nữa mà. Đây rồi. Khổ quá anh em ạ, cái vật tổ này là mình phải cầm theo. Ví dụ như bây giờ mình vứt thì nó sẽ thành không nè, anh em thấy không? Là không có đúng với nhiệm vụ. Có nghĩa là khi mà đông quá chắc mình cũng phải quăng xuống là mình bắn thôi. Từ từ coi con đi được đường nào đúng không nha, để từ từ nha. Đây là nó dẫn mình đi theo một cái lối khác đó là ủa quá rồi. Sao nhiều vậy mấy cha? Chắc đi xuống rồi. Mình nghĩ là có cái đèn kia là để thoát á. Rớt cái não ra luôn cha. Ê, có chuyện nó bắn, có chuyện nó bắn, có chuyện nó bắn. Hay quá, bồ bắn hay quá. Thề à, chết rồi còn phun axit ra. Mình nghĩ là một cái vật tổ nó nằm đâu trong đây thôi. Rồi mấy cái súng mình đã từng bắn rồi. Cái này giống như là một cái bụng của con quái vật đó nhờ. Mấy cái chỗ này chỉ là phụ thôi em ạ. À. Mình vô kiểu như mình kiếm đồ thôi. Chứ không có cái vật tổ trọng đâu. Ây da, cờ hó này mình đang chưa kịp đập nó nữa. Ấy gì nữa vậy? Trời ơi, thằng nào chơi khói vậy, chơi lửa vậy rồi sao ra? U thế. Ủa, cứ mỗi lần mà móc cái gì ra là nó sẽ bị rớt cái bọt tổ này xuống à. Nãy là mình đi hết rồi, giờ chỉ còn đi trên đây nữa thôi anh em ạ. Đây này. Mình chắc đây đường thoát luôn rồi quá. Có khi nào vật tổ nằm ở dưới hết không ta? Tại bị con gì nó cắn nó rồi. Và đập một đập không chết kìa. Không biết con này chỉ dơ quá à. Mỗi lần nó chết cái nó phun axit ra ớn quá anh em ạ. Vật tổ đâu, vật tổ đâu. Chắc chắn là phải trên đây. Đấy, nó lại bắn cái gì ra kìa. Mày khỏi la, cỡ mày ra tâm. Đù, cái thằng này nó chỉ có nửa người thôi cho nên nó ký sinh lên em ạ. Tới gần bắt đầu nó búng ra, nó bám, nó cắn à. Ủa? Đây có một cái cửa nè. Dạ, mình phải đi qua bên kia rồi.
Ê từ nha, hồi nãy mình đi bên đâu ta? Để mình đi vô đây hả? Ủa sao không có đường đi nữa vậy? Có khi nào mình phải bắn bể với cái này không ta? Hình như mình bắn bể với cái này để nó phá cửa hay sao anh em ạ? Từ từ để mình giết mấy con này đó. Chết mẹ rồi, đông quá. Thời cầm cái hoạt tổ này nó ngu vãi chưởng luôn ấy. Chắc mình nghĩ là bắn bể cái này nè, nó sẽ phá cửa cho mình phải không ta? Có đâu, nó đâu có phá cửa đâu. Ai à, đi bên này là mấy ní ơi. Đây hướng mũi tên chỉ nè. Ui cha, quá thật, chơi dơ vậy ba. Bố mày nhịn mày lâu rồi nha con. Giờ nữa hên quá có máu luôn ạ. Đây rồi, hướng lên đây nè, đây là thoát nè. Nhưng mà mình chưa kiếm được cái vật tổ mà. Cái vật tổ này chỉ là phụ thôi anh em ơi. Làm sao để kiếm hết được vậy? Thôi mà thấy cái này đế có hay vậy, rất có vui. Thôi đi đi, lên 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 lên. Không được, xuống dưới mình lấy được cây barret cũng ngon. Bóng tối trước bình minh, chương 1. Trời mãi mà chưa qua hết được chương 2 luôn, chưa qua được chương 1 để tới chương 2 luôn em ạ. Đây rồi. Combo này ngon nha. Mang gói hàng đến quán dinner. Cái gói hàng nãy mình đã lấy đâu ta? À đây rồi. Hồi nãy mình chưa kịp mang vô á, mình quăng cái mình xuống hang, bây giờ nó vẫn tính cho mình luôn em ạ. Được đấy. Nhờ biết quen. Bắn zombie mà bắn bằng barret không biết sao bắn luôn á trời. Máu hả? Phải đâu này rồi. Bộ tiếng còn nghĩ ghê quá, cười kìa. Mày mày ba rét đó thằng nhóc. Cái tiếng tít 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 nhưng mà lại không phát nổ à. Nhờ đừng có tưởng ta bằng cầm cây súng nhắm mà ta sợ nha. Trời ơi, tôi lấy cái bom khói chi vậy trời. Ai à, da
Ai à, đi cái Barret nó mạnh. Ồ, vậy thôi hả? Thử đi anh em. Cắt trong đây quá. Nhờ nhờ với chúng tôi. À, cái tiếng con này nó cười nè. Không, không biết đóng cửa luôn à. Thuốc giảm đau, băng sơ cứu. Ra đường nào. Dinner kia rồi. Đi nghỉ về nước Mỹ hả bạn. Má mỗi lần bắn con đó cái là bắn bồ nữa rồi. Vô tầm bắn là đi hết. Trời ơi, phe mình kìa. Thế mà nó không bắn phụ à. Mang gói hàng đến quán dinner đây rồi. Lại shotgun ạ. Súng trường. Súng lục tiểu liên. Scalar. Scalar có silent anh em ạ. Đây á. Ui. Ngon vậy. Lựu đạn nè. Từ từ nha. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Ây da, đông quá. Trời ơi, mà lại quên cái vụ kiểm tra nữa rồi anh em. Đồng đấy, đồng đấy, không đùa đâu. 3 phút á. Vãi. Ôi sao cái hàng cái kiểm gai nó ngu vậy. Không được để zombie nó bay anh em ơi.
còn có 2 phút nữa à. Trời ơi, lại mới có 2 phút đó, anh mới có được 1 phút đó hả? Ôi già, nó đồng quá. Bồ đừng đi theo mình, bồ đi theo mình nhiều khi dở quá. Tự bơm máu đi má. Trời ơi, còn phải chờ chị bệnh giùm nữa chứ. Ai, má đợi đợi hết đạn cái bay vô bay, khôn dữ hả? Ôi, 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 em xin lỗi mấy anh. Ui, đồng quá, đồng quá, đồng quá, đồng quá. Ai da, trời ơi, tận thế rồi bà con ơi. Trời ơi, còn có mũi nữa. Giúp cái gì nữa mà giúp. Khổ đời mấy con máy này thiệt. Ủa, ai té nó vậy? Cũng vậy nữa, kêu. Rồi bây giờ ai cứu tôi đây? Má, sợ thật sự luôn. Trời ơi, đồng đội mình thì đứng ở đây ăn mừng khi mà có điện anh em à. Quên thì sờ mà lờ luôn.